cửa hàng Nhật Nung Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Thì hôm nay như chưa giờ em cũng đã về được một lô máy cưa, thì em lại dọn được một cây Echo. Đây là Echo CS3411G, hàng hệ đề mới nha. Đó, CS3411G, đời 4 số nha mọi người. Thì đời này màu cam. Thì máy thì còn rất là đẹp. Thì hôm nay em cũng đã rửa ráy và em đã bung hết ra cho mọi người xem những dàn ốc bên trong hay là những bộ phận máy ở bên ngoài ha. Đó. Thì em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem về máy này. Đây là đầu lốc đằng trước nha mọi người. Khá là mới nha. Đó, đây là số seri này. CS3411580427217, số seri nha mọi người. Đó, dàn lốc trước đây. Thì đặc điểm máy này thì nó full bộ chức năng, có thắng xích này, có bơm xăng phụ, có trợ lực nha. Hàng nòng đứng hệ đời mới nha mọi người. Xài rất là ngon nhá, ổn định. Đó. Và đây là cái nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải để nuôi lam xích nha mọi người. Đó. Thì rất là xấu thì khi cái này này, em nghĩ là chắc chắn là người Nhật thì nó sẽ như thế này người ta mới bỏ máy nha. Thì cái này người ta khóa xích quá đà, nghĩa là vừa khóa xích vừa nổ máy nha mọi người. Thì làm cho cái này nó sùi nhựa lên này. Đó, sùi cái lốc của cái máy này lên. Nhưng mà nói chung không ảnh hưởng gì cả, nó không ảnh hưởng gì luôn. Nó chỉ có nhiều nhìn nó xấu này. Đó mọi người thấy không? Em phải quay chi tiết cho mọi người xem như vậy nhá. Đó. Còn tất cả không có bị một lứt lẻ hay mất mát gì cả. Chỉ có mỗi đoạn này do người ta khóa xích lại này. Đó, vừa khóa xích vừa nổ lâu quá là nó sẽ ém lại, nó nóng quá. Nó làm cho cái nhựa này nó sùi lên nha mọi người. Đó, nên là em nghĩ là nguyên nhân này do người ta bỏ đi, nhưng không ảnh hưởng gì nhá. Đó. Cái này không ảnh hưởng gì tới máy luôn. Đó. Đây mọi người thấy bơm núm bơm xăng phụ đây. Đó. Và đời này có sử dụng ốp lam hai chân ốc nha. Cái thắng xích này nhìn vậy nhưng vẫn sử dụng được nha mọi người. Nghĩa là không ảnh hưởng, không bị gì hết nhé. Vẫn sử dụng bình thường. Đây, từng con ốc này nó rất là mới. Sử dụng ốp lam hai chân ốc nha mọi người. Đó. Đây, đây là mặt sau. Thì gồm đây có những cái công tắc nằm đây. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài này. Và đây là cái nắp bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Đây là bên vô lăng này nha mọi người. Vô lăng nó khá là mới. Đây, và đây là bộ lọc gió của nó. Bộ lọc gió dường như chưa sử dụng qua luôn. Người ta mới chỉ nổ máy chắc để đấy mà. Đây, đây là chế xăng, gọi là bình xăng con nha mọi người. Đó. Mọi người thấy ha, còn khá là mới, khá là đẹp luôn. Đó. Và đầu nòng đây, vẫn còn các mã số gì bên nước ngoài đấy ha. Và đặc biệt hơn thì cái đời này tay cầm của nó có một sử dụng một cái bộ nhúng lò xo. Nó giúp mình rất là êm tay khi mà hoạt động máy, khi mình tì vào cây ha. Đó. Thì dòng này cắt chủ yếu ở gia đình nhá. Và những anh em nào cấp B mình đeo nhông nhánh thì cũng rất là ok nhá. Đó. Thì máy chi tiết là em mới rửa xong là như vậy. Thì giờ em sẽ ráp đầy đủ vào, em sẽ nổ lên cho mọi người xem tham khảo ha. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc. Đó, phương thức thanh toán thì quý khách hàng chốt cọc trước 1-2-300 ngàn, khi nhận máy thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng. Đó. Bây giờ sẽ thực hiện gắp bộ cột dọc. Đây là nắp trên của nó ha. Khá là mới, khá là đẹp. Và đây là nắp chụp ốp lam của nó. Đó, khá là mới luôn. Và xích thì nó được sử dụng lam 40 nha. Lam thì được sử dụng lam 40, vẫn còn đẹp nguyên. Và xích là xích chuột nha mọi người. Đó, xích thì đẹp như mới nha. Xích thì em không có rửa nha mọi người. Đó, thấy sao, có sao để vậy nhé. Các bước thì ráp cũng đơn giản, chỉ cần ốp vào chặt chẽ như thế này là thang xong một cái khớp mà từ từ là xong. Đây, những con ốc em đã để rời ra ngoài ha, khá là đẹp, mới luôn nha. Ốc lục giác bông nha mọi người.
trường sẽ tiến hành đắp lại. Máy của chú xong rồi đó. Con nối xong hết rồi. Nối mắt xe rồi. Vâng, thêm nửa mắt nữa. Cái bình đó không bố ạ. Cái đó không. Cái đồng tiền nó dày hơn nên là làm cho cái xe mình nó thiếu đi một chút. Thôi cái này nó lủng. À lủng rồi này. Tắp hộp giật lại thôi. Cái chắn bụi ở kia qua tháng nào bắt đầu rồi. Cái nào ạ? Má nào? Cái gì đó? Tôi đi theo cái đường À, cái bộ lọc đúng không? Trong đó mới nhìn thấy. Bố hình như trong thùng đồ bố chỉ kiến xem. Để ném lại cho chú. Đúng không? Hôm qua con thấy. Vâng. Đây thì đã thực hiện xong được bước ráp hộp giật. Đó, hoàn thiện một cái máy thì mọi người thấy cũng rất là đẹp ha. Giờ em sẽ khởi động lên trước nhé. Thì cách khởi động thì cực kỳ đơn giản. Trường hợp để lâu hoặc cái xăng, mọi người bơm đầy cái núm bơm xăng phụ rồi lên. Và đây là cái chốt cần e. Để lâu hoặc cái xăng kéo nó ra, giật nó ho một tiếng, mọi người bóp ga sẽ tự vô nhé. Đời mới lên là bóp ga sẽ tự động e nhảy vô nhé. Giờ em sẽ khởi động nhé. Xuống là tắt nhá, đẩy lên là xài. Giờ giật mới keng luôn ha. Đó. Giờ thì em sẽ tiến hành gắp bộ ốp vỏ bên trên vào nhé. Đây bộ lọc ở đây ha. Cái đấy là dạ, máy xuất sắc luôn đấy. Cái đây là bao nhiêu đấy? Trên 3 triệu chút. Hả? Trên 3 triệu chút hả? Cái này thì cách khởi động cái khách mở này thì đơn giản nha mọi người. Khi mà ráp vào thì mình đặt đúng cái khớp và đẩy mạnh xuống. Và khi mình tháo ra nhích nhẹ lên là ok ha. Đó. Đây đó, hoàn thành xong một phần nửa của ráp máy rồi nha mọi người. Đó. Khá là mới, khá là đẹp. Nhưng rất tiếc thì bên này nó hơi xấu một chút. Đó. Thì em sẽ ráp làm xịn vào nhé. Ráp làm xịn thì mọi người ráp làm vào trước rồi đến sợi xích thôi. Sợi xích để lâu khô ha. Sợi xích thì cũng hơi khô một chút nha, em chưa rất nhiều. Còn cái này sẽ ráp sau và thử sau nha mọi người. Thì nói chung là máy rồi như thế nào. Thế nào nhỉ? Bán dài mà phải chuyển giao công nghệ kỹ rồi. Họ không biết à? Không, con quay đi chơi chơi đấy mà. Quay chi tiết về cái máy. Hiện tại nhớt bên Nhật vẫn còn nguyên và xăng bên Nhật cũng còn nguyên luôn, em có chưa có xăng Việt Nam luôn nhé. Đó, đây. Rồi, thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo nhé. Và bên em có ship toàn quốc nha mọi người.